dọn các cây lục bình hay còn cây bèo tây để cá thực hay ẩn nấp ở trong cái khu vực này. Thường thường thì quê sẽ là những ngày 27, 28 Tết thì sẽ bắt đầu là xuống ao và kéo cá để ăn Tết. Thì hôm nay thì ở quê hương Đa Lộc, Hậu Lộc thì mọi người đang dùng những chiếc lưới để kéo cá. Không biết là có được nhiều cá không? Nước rất sâu, nước đây khoảng 1m5 gì đó. Tết là phải có xe lạnh rồi nó mới đi. Tết là trang như mùa hè thì. Nhiều cá. Cá lấy mấy con? Người lấy mấy con cá? Ôi trời. Trời ơi. Thường thường ở đây thì có tục sẽ là chiều 28 Tết sẽ bắt đầu kéo cá thế này. Con cá chấm rất là to. Rất là to. Đây là con cá trê khoảng 5 kg. Cá khủng ấy. Cảnh quê rất là yên bình. Ao rất là sâu. Đây, không được đâu. Bắt đầu thôi. Đây, vào đây. Ôi rô phi này. Đây rô phi đấy, đấy là con rô phi hả? Ờ, rô phi đấy. Rô phi to thế. Con đây phải chắc cân rưỡi á. Cân rưỡi. Cá to như hai cái dĩa.